Hôm qua, Nhận Đức à, gặp một cái cô này Cô à, nói rằng à, Con rất là biết ơn thầy à, Tính tình con lúc trước à, Dễ săn hẳn lắm thầy Buồn chách đồ Ngày nào con cũng săn hẳn, buồn chách đó không biết gì đâu mà ngày nào cũng săn hẳn buồn trách nhưng mà từ khi mà nghe được những buổi giảng của thầy càng ngày con càng giảm bớt và bây giờ con vui lắm rõ ràng thầy nói đúng săn hẳn buồn trách dù có tiền có giàu có đẹp con không có vui nhưng nghe pháp niệm phật Săn hẳn buồn trách giảm tối đa Bây giờ con mới thấy con sống hạnh phúc Sống vui Thì như Đức nói Cô nhớ là Mỗi ngày mình chỉ cần siêng niệm Phật Nghe Pháp hai thờ Siêng niệm Phật Cô sẽ biết ra được cái nguyên lý Của những việc mà mình làm Không vừa lòng không vừa ý Bất hòa với người Cô sẽ biết những việc này Là mình khờ quá Mình mới đi làm những việc gì Vì mình làm việc gì là mình khổ cái tâm mình Mà khổ tâm là khổ thăng Mà người mà cái tâm sang hẳn buồn chết nó không có thành đạt Dù có thành đạt đi chăng nữa Nó cũng sẽ bị bị Sự nghiệp tan nát Tại vì sao Vì cái tính sang hẳn buồn chết mà Sao thành đạt được Và ta gặp mình ta cũng sợ nữa vì cuộc đời mình sao mà vui bây giờ mỗi người ta gặp mình ta sợ hãi mình có vui nổi không sợ là người ta tránh mình hết trơn rồi sao vui đó, nhớ nên từ nơi đó mà mình cần nghe pháp nên cái việc nghe pháp nó rất quan trọng luôn nó thông cái tâm nhớ nghe vị nghe pháp nó giúp cho mình thông cái tâm khi cái tâm mình nó thông rồi thì có vật hiệu mình niệm cho chạy nên bây giờ chùa mình những đức à. mỗi thờ tu quý vị dù như niệm phật dạo 20 phút như đức nói chuyện 5 phút 7 phút kép vào thì cắt trong niệm phật dạo 20 phút cắt ra 7 phút 5 phút kép cái công đoạn 7 phút 5 phút vào cái công đoạn đó vừa niệm phật dạo tới 13 14 phút thì tức khắc những đức nói chuyện 6 7 phút nó giúp cho người ta hừng hực hừng, hừng hực cái thời tu lên. Còn buổi sáng này như Đức nói rằng, tỉnh lên, phấn trắng lên. Mục tiêu niệm Phật là cầu sách cực lạc, tỉnh lên, phấn trắng lên, Đức làm cho đại chúng nó hừng hực cái tâm nó sống động cái gì. Chứ không để mỗi ngày mà kiểu mà lên niệm Phật niệm cho hết giờ, niệm nó không có cảm giác. Bây giờ như Đức nghĩ ra đưa 5 phút 7 phút vào bốn thờ Bốn thờ tu đều y rang vậy luôn Tuy có một chút nhưng mà nó là Một như một đoạn khai thị Mà giúp cho cái cái hành giả niệm Phật nó Hưng khởi cái tâm Tại lúc này Bà Thượng kêu Mỗi thờ Ăn cơm, ăn cơm thôi Không nghe Pháp nữa. Thì người lớn người ta làm Mỗi người người ta làm nó có cái ý nên từ nơi đó những đức nghĩ cách vào được bốn thờ tu trên chánh điện luôn. Sáng cũng được nhắc nhở. Rồi trưa cũng được nhắc nhở, chiều nhắc nhở, tối nhắc nhở trong thờ tu thành bốn thờ. Hồi đó thì nghe pháp ngày hai thờ. Bây giờ gọn lại còn ít nhưng mà thành bốn thờ. Nhắc nhở đều luôn. Bốn thờ tu, bốn thờ nghe pháp. Còn quý vị bên ngoài thì có được thời gian Ví dụ như sáng này Có một số người người ta coi được trực tiếp luôn Nên nó giúp cho mình mỗi buổi sáng nó hưng khởi cái tâm Tính nguyện niệm Phật, siêng năng niệm Phật Quý vị nhớ Sáng mà đề sướng niệm Phật Nghe Pháp cái là con người sảng khoái liền Làm cho mình Một ngày mới bắt đầu là gì nhớ Phật nhất Tây Phương Cực Lạc Cả đời của người mình vậy quý vị biết nó ăn vui tự tại cỡ nào chứ Nó đâu có mang một cái tâm tiêu cực buồn dặn hẳn chết Con người mà buồn dặn hẳn chết là tiêu cực Không vừa lòng không vừa ý Con người vậy sống những ngày tháng nặng nề lắm quý vị Đừng có nên sống những ngày tháng nặng nề gì Con người mình dù ngày mai có chết thì chăng đến ngày nay mình sống cũng phải tự tại <laughs> Để cho người ta thấy để ta học theo đời của ông bà cha mẹ tôi đời của thầy tôi sống an vui tự tại cả đời cũng làm việc cho chúng sanh nhưng mà rất tự tại còn nếu như đời ông bà cha mẹ đời thầy tôi làm việc cho chúng sanh mà mỗi ngày khổ nặng nề gì thì tôi không dám học chứ nếu như họ sống mà làm việc cho chúng sanh đặc biệt vui vẻ quan hệ thì việc này tôi học quý vị công nhận không quý vị học cái người vui vẻ an lạc tự tại Chứ không ai đi dạy gì học cái người nặng nề Mà vui vẻ an lạc tự tại đấy vị thấy những đức mỗi ngày Làm bao nhiêu việc ở trong ngôi tam bảo không Dù bạn biểu cỡ nào cũng hai thờ chia sẻ một pháp Có bỏ không Không bao giờ bỏ nếu như những đức không có sự an vui thì sao những đức mỗi ngày chia sẻ Phật pháp cho vị nghe nếu như những đức là người nặng nề phiền não những đức không chia sẻ Phật pháp được đâu quý vị sao chia sẻ Phật pháp không lẽ quý vị nó nói ngược lương tâm quý vị vì phải an vui tự tại có Pháp vị chia sẻ Phật Pháp được chứ đúng không nên mỗi người mình là gặp Phật Pháp làm hành giả niệm Phật làm đệ tử của Phật thì phải thể hiện tự tại chứ buồn giận hẳn chất ai học theo mình ai học theo quý vị nên tất cả những người thường buồn thường giận á thường giận hờn nghe gì rồi xả cái tâm giận hờn đi nó không có lợi ích gì chứ nó còn mang bệnh thêm mà nó mang bệnh buồn dặn hạn trách bệnh này bệnh tam đồ ác đạo cái bệnh này là quả báo của tam đồ đó quý vị buồn nó xuống nghe buồn đi sáng hừng hực cái tâm lên dài nụ cười cười lên một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ quý vị sáng là những đứa ngồi nói chuyện với mấy anh em quay phim là mấy nụ cười sáng là tự nhiên có nụ cười liền đúng là mỗi sáng mai thức dậy ta đều có nụ cười cuộc đời này tươi sáng vì sáng nay ta cười mỗi sáng mà ta cười cái là thấy cuộc đời này tươi sáng à còn mỗi sáng mà cái mặt mà nhăn nhăn vô khỉ ăn ớt thì chịu thua thua đúng không quý vị nên mỗi ngày mình đó, học tập phật pháp gì thì nó cỡ mở tâm tư hay dữ lắm đặc biệt lắm con người sống một đời đi qua ngắn ngủi lắm quý vị nên những ngày tháng mình sống phải sống cho nó đặc biệt vừa sống vui sống tự tại trong mọi cảnh viên mà cuối cuộc đời mình còn còn có con đường giải thoát nữa quý vị còn có con đường giải thoát còn, còn nếu không cả đời lam lũ nhưng khi gần chết không biết đi về đâu mù mờ thú ơi nên mình rất là mừng quý vị à mình rất là mừng Mừng là mỗi người chúng ta Mỗi ngày đều được nuôi được cái tâm giải thoát Bữa nay bán Đắt Có lời nhiều Ai với Đào Phật Bữa nay bán ế Không có lời chứ Cũng ai với Đào Phật Bữa nay chồng Cười với mình, thương mình Mình cũng ai với Đào Phật Ngày mai chồng không thương mình Kênh với mình, mình cũng ai với Đào Phật Bữa nay con mình nói nó nghe cũng ai với Đạo Phật Ngày mai mình nói nó không nghe cũng ai với Đạo Phật Nghĩa là cả đời mình dùng câu vật hiệu này Để trang trải trong cuộc đời mình A là vô với đà là lượng Phật là giác Trong mỗi cảnh duyên Thuận thì không dính mắt Mà nghịch không buồn phiền là giác ngộ Gây dựng cái tâm nhớ ai với Đạo Phật Nhớ Tây Phương cực lạc Cả đời như vậy thì tuyệt vời quá quý vị Buồn dặn hẳn trách làm chi Sửa tính tình này đi Sửa cái tính tình mà không vừa lòng không vừa ý Bắt bẻ từng chút Sửa đi vậy Bắt bẻ người ta mình cũng bị bẻ bắt Không có đặc biệt gì đâu Bắt bẻ người ta làm chi Nó chúng ta là người tu hành Nhắc nhở nhau thôi Ai em nghe, nghe thôi Nên đặc biệt nhất của chúng ta là gì quý vị Học Phật Pháp rồi tự tại Hồi tối như đứa nói chuyện mấy cô như đứa nói Vì kính không kính kể vị Ngày nào tôi cũng có nụ cười Ngày tàu tôi sống cũng có ý nghĩa Có tiền lo cho chúng Làm việc cho chúng sanh Lo cho con người Mình ăn thì hết Mình cho thì còn Cho đi là còn mãi mãi Đúng rõ ràng Cho đi là còn mãi mãi Giữ lại thì không có gì 100% Cho đi là còn mãi mãi Giữ lại là không có gì Quý vị thấy có ai chết cầm của cải theo không?